Và bây giờ xin mời các bạn nghe bài viết của Nguyễn Trãi, Cánh hoa trong trận chiến. Buổi chiều trên căn cứ đại quay thật là buồn, nhìn xung quanh chỉ một màu xanh xám ngà vì sương mù đã ôm kín các ngọn núi nối tiếp trùng điệp. Đại quay, một ngọn đồi thấp nằm ngay sát quốc lộ 20 đường Sài Gòn đi Đà Lạt. Từ đây đi về thị xã Bảo Lộc chỉ còn hơn 30 cây số, và nó là một căn cứ quan trọng cho sự an ninh quốc lộ 20. Lượng xe đò, các loại xe chở hàng hóa lưu thông cả ngàn chiếc hai chiều. Quốc lộ 20 là huyết mạch lưu thông chính và quan trọng đối với thành phố cao nguyên thơ mộng Đà Lạt. Căn cứ đại quay, nơi đóng quân có một bộ chỉ huy chi khu và trung đội pháo binh cùng một chi đội thiết vận xa, mà đơn vị an ninh phòng thủ của chi khu tất cả nằm gọn trên đỉnh đồi. Các ngọn núi bao bọc xung quanh đều cao hơn căn cứ, và đây chính là điểm bất lợi về mặt chiến thuật đồn trú. Tôi còn đang ngồi trên chiếc ghế thấp được đóng bằng thùng đạn pháo binh. Người lính trung đội của mình hất tóc mới được nửa mái bên phải thì tiếng chuông điện thoại treo. Tiếng ông chi khu trưởng kiêm quận trưởng nói lớn trong điện thoại yêu cầu tôi đi với ông ta ngay tức thì. Tôi tra dấu cho người thợ hớt tóc ngưng lại để tôi chụp ngay tấm bản đồ và sẵn sàng chạy qua chi khu để đi cùng với đại quý Văn, chi khu trưởng. Ông ta là dân thiết giáp về đây đảm nhận chức vụ chi khu trưởng kiêm quận trưởng, một nơi đèo heo hút gió, sương lam chướng khí, sốt rét quanh năm và đặc biệt sự rình rập đe dọa của địch quân lúc nào cũng trực sẵn bất cứ lúc nào. Trên chiếc thiết vận xa M113, tôi ngồi chung với đại quý Văn, cũng có bốn chiếc nữa tháp tùng cùng với một trung đội địa phương quân, cả đoàn trực chỉ về hướng tây nam quốc lộ, một địa danh đèo chuối nổi tiếng bọn Việt Cộng thường lân la ra trận xe đò để đóng thuế. Đèo chuối rất hiểm trở, hai vách núi đá dựng đứng cao sừng sững chạy dọc hai bên quốc lộ khoảng 10 cây số. Cuối dãy núi thấp dần về hướng Sài Gòn là nơi trú ngụ có vài căn nhà lá siêu vẹo của một ít người Kinh ở lẫn lộn với người dân tộc thiểu số. Đại quý Vân cho tôi biết, Việt Cộng đang chặn tất cả xe đò chở hành khách và xe chở hàng hóa cả hai chiều dừng lại để đóng thuế. Chúng ta có nhiệm vụ giải tỏa khai thông quốc lộ. Đèo chuối tôi đã từng qua lại nhiều lần trong những cuộc hành quân càn quét truy tìm và diệt địch. Và lần nào mình cũng nhận phần thất thế vì địa hình, quân của chúng ta di chuyển chỉ độc đạo trên quốc lộ nép sát hai bên vách núi. Địch quân chỉ cần núp trên những vách đá cao, ném lựu đạn xuống mình cũng tan xác. Con đường dài khoảng 10 cây số đầy nguy hiểm và rình rập khiến chúng tôi cẩn thận nhiều hơn. Đoàn xe hàng nối tiếp cả trăm chiếc dừng lại chờ tới phiên mình tiến đến chỗ cái bàn đặt sát lề đường của địch quân để đóng thuế và nhận lấy biên lai, mỗi xe phải đóng 100.000 đồng cho chúng. Dân chúng và đoàn xe chính là một trở ngại lớn nhất cho chúng tôi thanh toán mục tiêu, vì sợ dân bị lạc đạn. Hai khẩu gà cồ 105 ly tất nhiên là đã quay nòng theo hướng chúng tôi tiến quân. Khi cả năm chiếc thiết vận xa tiến gần đến đoàn xe hàng thì dừng lại và bố trí đội hình, trung đội bộ binh tùng thiết cũng được tách rời thiết giáp và từng bước dân rất chậm tiến lên phía trước. Tôi muốn đánh phủ đầu quân địch bằng cách cho tác xã pháo binh hai bên sườn núi cách xa quốc lộ 200 m, và biết chắc chỉ để hăm dọa thị uy chứ chẳng chết thằng Tây nào, không thể bắn gần hơn khi người dân bị kẹt tại mục tiêu nhiều quá. Loạt đạn pháo binh đầu tiên vừa nổ như pháo hiệu cho sự có mặt của chúng ta trên chiến trường nhằm báo động cho đồng bào tìm nơi trú ẩn. Sự tản đạn hiệu quả của loại đạn 105 ly trong tầm sát hại chết người là 50 mét của mỗi quả đạn chạm đất nếu bắn bằng đầu đạn chạm nổ. Nhưng không thể nào lường được sự sai lệch về hướng và tầm như thế nào khi mà dốc núi thẳng đứng. Tất cả dân chúng như một đàn ông vỡ tổ, họ nhảy vội vàng ra khỏi xe và tìm chỗ ẩn nấp sát hai bên lề đường. Các khẩu đại liên trên thiết vận xa đua nhau khạc đạn trên lưng chừng triền núi cho cả hai bên. Trung đội địa phương quân cũng đã từng giảm nát nơi này nhiều lần, nên trông có vẻ thành thạo nhanh nhẹn chiếm từng gốc cây hai bên đường. Tôi và đại quý Vân đã ra khỏi thiết giáp và ẩn mình nơi những hốc đá và tiến từng bước.
đạn pháo binh vẫn tiếp tục đổ xuống theo sự điều chỉnh dè dặt từng 50 mét một tiến gần địch quân. Không phải chỉ có một toán địch dưới đường phụ trách bắt xe đồ và xe hàng nộp thuế, mà trên triền núi có cả một trung đội địch yểm trợ cho cuộc thu thuế hôm nay. Dĩ nhiên không chỉ còn là súng loại lớn nổ nữa, mà đã có bằng súng cá nhân giữa hai bên. Một chiếc thiết vẫn sao bị trúng quả đạn B-40 bốc cháy, hai người lính bộ binh đã ngã xuống phía bên kia đường. Tôi nhìn thấy những mảnh áo quần của người dân cũng bị loang màu máu đỏ trên thân thể họ. Tôi cố điều chỉnh cho những loạt đạn đại bác tiến gần hơn về phía quân địch sao cho không bị lọt xuống đường. Tôi quay sang Đại Quý Vân nói với ông ta trong tiếng súng nổ giòn ác tiếng nói. Tôi sẽ bắn nhiều hơn nữa và gần phía bên phải đường, nhưng không thể sát gần người dân thêm nữa. Có lẽ Đại Quý gọi về nhà kêu tăng cường bộ binh an toàn hơn. Ông Đại Quý cố nói cho tôi nghe. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nói với theo. Nhớ gọi y tá lên cùng vì có nhiều lính và dân bị thương rồi. Đã biết chắc đám thu thuế bỏ chạy tán loạn trên triền núi dựng đứng và nhập vào đám yểm trợ của chúng. Có vài người dân liều mạng lái xe bỏ chạy ra khỏi vùng giao tranh và báo cáo với chúng tôi tình hình phía trước. Tôi vẫn tiếp tục tác xạ đại bác hai bên núi để giữ chân bọn chúng không cho chạy thoát, trong khi chờ quân tiếp viện. Vai trái của Đại Quý Vân bị một viên đạn AK xuyên thủng để lại vết xé rách của áo và loang máu đang chảy. Lúc đầu chỉ tưởng đến đây giải tỏa đoàn xe bị kẹt vì đóng thuế như nhiều lần đã làm, cho nên không cần quân số nhiều và cả y tá. Tôi bảo người lính bộ binh bên cạnh lấy cái khăn dù trên cổ cột kịch vết thương cho Đại Quý trong khi chờ quân tiếp viện. Đặt Đại Quý Vân ngồi tựa vào một hốc đá an toàn hơn mà địch không thể nhìn thấy. Ông ta vẫn dùng máy truyền tin để liên lạc về chi khu và với cánh quân đang tiến chiếm mục tiêu. Cũng chỉ chừng 15 hay 20 phút nữa, hy vọng cánh quân tiếp viện sẽ đến. Khi chúng tôi tiến xa hơn, qua khỏi chỗ bọn địch quân đặt cái bàn bằng tre bệnh lại, dùng để làm địa điểm thu thuế. Cái bàn bị đổ ngã nghiêng nằm chơ vơ bên lề đường, chứng tỏ bọn họ đã vội vàng tẩu thoát làm cái bàn ngã xuống. Tiếng súng AK vẫn còn bắn trả toán lính bộ binh trên lưng chừng vách núi. Tôi không thể biết được quân địch đã có thiệt hại nào chưa. Có nhiều người dân bị thương, kẻ la người khóc vì trúng đạn từ phía địch trên núi bắn xuống. Tôi nhìn thấy có một màu áo hồng cánh sen với chiếc quần tây màu đen ôm sát đùi của một người con gái đang nằm bất động bên đường, với vết thương đầy máu trên đùi cùng với một bà mẹ đang khóc thảm thiết. Tôi vội chạy đến, thật sững sờ và ngạc nhiên khi nhận ra là Hồng Hạnh, cô Phan Hồng Hạnh, người tình của tôi. Hai chúng tôi quen nhau vội vàng trong kỳ lễ gắn Alpha sau thời gian huấn nhục tại trường bộ binh Thủ Đức. Một chuyện tình chớm nở ngay sau hơn 2 tháng bắt đầu cho đời lính của tôi. Tình yêu nhiều khi đi tìm mãi nhưng không đến, và tình yêu cũng tình cờ, nó đến mà mình không thể ngờ. Hết giai đoạn 1, căn bản quân sự bộ binh, chúng tôi phải chia tay giả từ những ngày cuối tuần tay trong tay với người yêu. Tôi được chuyển ra Dục Mỹ để học khóa căn bản sĩ quan pháo binh, vẫn liên lạc thường xuyên nhưng từ ngày tốt nghiệp ra trường chúng tôi không gặp mặt nữa. Tình yêu đầu đời đã nuôi lớn Hồng Hạnh rất mãnh liệt và tin tuyệt đối, và người lính pháo binh cứ đi mãi khắp các vùng của rừng núi Ban Mê Thuột và bây giờ là Bảo Lộc. Gần như mỗi tuần, tôi viết cho Hồng Hạnh một lần thư trong suốt cả năm trời từ sau khi ra trường. Thư của lính đậm nét nhớ nhung, tỏ tình lãng mạn hết chỗ chê, lẫn kể chuyện quân hành, tả cảnh trời trăng mây nước của rừng núi cao nguyên. Thư viết bất cứ khi nào dừng đóng quân hay những khi tại hậu cứ. Hồng Hạnh cũng say men tình, thích và hãnh diện được làm người yêu của lính. Ghiền đọc thư tôi cho nên có lúc cũng đã bỏ ăn bỏ ngủ mỗi khi không thấy thư về, hoặc vì quá lo lắng cho những bước chân tôi đi. Một bữa tôi nhận được tờ điện tín của Hồng Hạnh, má bệnh nặng anh về gấp. Không phải má tôi mà là má người tình, nhưng tôi cũng làm ra vẻ đau khổ và không hề nói sự thật là má của ai. Tôi xin ông pháo đội trưởng cho tôi về phép vì mẹ tôi bệnh nặng. Trước khi lên đường về Sài Gòn, tôi cẩn thận chạy đến trường trung học Lê Lợi tại thị xã Bảo Lộc gặp ông hiệu trưởng là bạn. Xin ông ta làm ơn làm phước cấp cho tôi một cái giấy căn cước học sinh để trụi có bị việc cộng chẳng xe đò thì mình chứng minh là học sinh. Con đường từ Bảo Lộc về Sài Gòn hoàn toàn mất an ninh từ đoạn đèo chuối về đến Phương Lâm.
Tôi mặc áo quần y như một học sinh đệ nhị cấp, bỏ cái giấy căn cước học sinh trong túi áo sơ mi, còn giấy chứng chỉ tại ngũ và giấy phép của đơn vị nhà bên thì cất một chỗ khác, chỉ xài nó khi đến Sài Gòn. Đúng như tiên đoán không sai, xe vừa qua Madigui một chút thì bị mấy ông nội trên núi xuống chặn lại. Trong khi còn lo xét những hành khách khác đứng dưới đất thì tôi vội vã gửi tất cả giấy tờ thuộc về lính cho cô ngồi bên cạnh. Cô ta như thông cảm và hiểu ngay tôi là ai nên cầm lấy ngay giấy tờ của tôi nhét vô áo ngực. May mắn làm sao, mấy tên ông nội mang dép trâu tay cầm AK bước lên xe tôi chỉ mặc vài người bảo xuống xe mà tôi như nó không thấy hay không nghi ngờ. Hồng Hạnh tự tin rằng tôi sẽ phải về sau khi nhận được điện tín, cho nên nàng trong từng ngày tôi tìm ra địa chỉ nhà nàng không khó, vừa bấm chuông tức là đã thấy cô ta ra mở cổng hàng rào trước nhà. Nàng xúc động trước sự hiện diện của tôi hỏi ngay. Má bệnh sao em hả? Hồng Hạnh ú ớ ngập ngừng như chưa biết trả lời sao. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà nàng và cũng là lần đầu gặp ba má nàng. Tôi không hiểu nàng đã nói những gì với ba má về tôi và tình yêu của nàng ra sao. Thế mà tôi được gia đình quý trọng vô cùng. Cả một không khí rộng vui và tự nhiên tình cảm tràn ngập dành cho tôi. Tôi không thấy má Hồng Hạnh đau bệnh gì cả. Tôi có thắc mắc về cái điện tín thì người mẹ cho biết. Em con nó nhớ con quá mà lại mấy tuần không thấy thư con nên nó có nói với bác cho nó đánh điện tín nói láo như vậy để con về cho nó gặp. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nghĩ bụng. Yêu mình quá chừng vậy sao trời. Mai chút xíu việc cộng nó bắt đi vô rừng rồi. Tôi được tự do đi chơi với Hồng Hạnh trong những ngày ở đó. Và đặc biệt được ba má và gia đình anh chị đón tiếp đãi đằng như một khách quý. Bao nhiêu ấy cũng đủ thấy hai ông bà cưng đứa con gái duy nhất như thế nào. Buổi tối cuối cùng trước khi về đơn vị vào ngày mai, tôi và Hồng Hạnh thức thật khuya, ngồi trước ban công trên lầu như tiếc rẻ từng giây phút một đang đi qua. Nước mắt đang tràn rụa vì hạnh phúc và vì sắp chia xa. Sáng sớm hai má con đưa tôi ra một nhà hàng Tàu gần đó ăn sáng và đưa ra bến xe. Tôi không ngờ đã sắm sửa từ hồi nào. Hồng Hạnh trao cho tôi hai túi sách đồ ăn đầy ắp bảo là về để dành ăn vì trong lính không có gì nhiều. Chuyến trở lại đơn vị may mắn không bị việc cộng chặn đường. Tôi không tin đây là sự thật. Cô gái đang nằm đây là Phan Hồng Hạnh. Sao gặp nhau trong hoàn cảnh bi đát như thế này? Tim tôi đập nhanh. Tiếng đại bác vẫn nổ sát gần. Tiếng súng nhỏ cũng chát chúa. Tôi ngước nhìn người đàn bà cũng đang vật vã khóc và lo lắng cho con mình. Chính gương mặt người đàn bà đã xác nhận và đưa tôi về với thực tại. Đây chính là má của Hồng Hạnh. Người đã trao cho tôi hết niềm tin và tình thương yêu y như một đứa con trẻ đã cưới hỏi từ hồi nào. Tôi sững sờ kinh ngạc và hỏi rất nhanh. Thưa bác, sao bác và Hồng Hạnh đi đâu mà bị như thế này? Con là Lễ Phong Hoàng đấy bác. Giọng người đàn bà như từ trên trời rơi xuống quá đỗi kinh ngạc. Trời ơi trời, con là thằng Hoàng đấy hả? Sao con lại có ở đây nữa? Bà nói tiếp trong nức nở lời bị đứt đoạn. Em nó nằm mơ thấy con bị thương nên khóc ngày này qua ngày nọ, năn nỉ bác cho nó đi đại quay thăm con. Vì bữa trước con có nói đã đổi lên đại quay, bác chịu không thấu phải đưa nó đi. Giả lại nó nói lâu rồi không nhận thư con, không ngờ tới đây bị như vậy. Tôi lấy tay vỗ nhẹ vào mặt Hồng Hạnh. Hồng Hạnh, Hồng Hạnh, anh đi nè. Cô nàng thiếp đi đang bị đánh thức, mở đôi mắt ra một cách yếu ớt nhìn tôi. Đôi môi mấp máy nói không rõ lời nhưng tôi hiểu đang gọi tên tôi và nước mắt lại ứa ra. Lòng tôi như đang bị cắt xé cũng vì tôi mà Hồng Hạnh mới ra nông nỗi này. Hai bàn tay tôi nắm lấy bàn tay Hồng Hạnh siết nhẹ như muốn truyền thêm sức mạnh và nghị lực hay như muốn nói lời xin lỗi vì cớ sự này. Lòng tôi thật sự xúc động trong giây phút này. Sao em xuất hiện chia giữa tiếng bom đạn như thế này làm tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tôi chỉ kịp nói, bác và em chờ con chút. Tôi bột chạy rất nhanh về phía những người lính bộ binh bảo cho tôi xin chiếc khăn trên cổ. Trở lại chỗ Hồng Hạnh nằm, tôi cột chiếc khăn bên vết thương cho Hạnh để bớt ra máu xong. Tôi nói với bà, chắc không sao đâu bác à, bác yên tâm một lát nữa sẽ có y tá tới săn sóc cho em và sẽ tặng thương.
Người mẹ vẫn lo tột cùng cho điều không may dọc đường này và nước mắt vẫn cứ đầm đìa. Tâm trạng tôi bấn loạn lên vì còn phải lo cho nhiệm vụ tác xạ. Ông Đại Quý Vân đã bị thương và người trung đội trưởng của cánh quân đi theo chỉ là trung sĩ nhất. Tôi lâm vào tình trạng mất đi khả năng tác chiến thật nhiều khi đầu óc lo ra. Chú tâm điều chỉnh tác xạ pháo binh bỏ em nằm đó tôi không đành. Dành thì giờ lo săn sóc cho em, tôi không thể bỏ mặc nhiệm vụ yểm trợ khi đang tới hồi ăn thua đủ với quân thù. Tôi cố làm cả hai cho lòng không bị dằn vặt rơi rứt, và ưu tiên số một vẫn là chiến đấu. Tôi tự than trách, sao em đi làm gì bây giờ như một cánh hoa bị cuốn hút vào trận chiến. Tôi nói lớn cho bà cụ nghe. Thưa bác cứ ở đây đừng đứng lên, đừng đi đâu, sợ bị lạc đạn nữa. Nha bác, con phải chạy lo chút việc. Thật tình đầu óc tôi rối mù tâm, không tỉnh táo để nhận định mình phải làm cái gì trước, cái gì sau. Người lính mang máy cho tôi thì cứ giục tôi trả lời cho sự điều chỉnh tác xạ kế tiếp. Tôi an ủi hồng hạnh. Em yên lòng, vết thương không sao đâu, anh sẽ lo cho em. Khi nào Tuấn tiếp viện đến sẽ băng bó và tản thương em về bệnh viện. Tôi nói vậy nhưng biết chắc giờ này khó có thể tản thương bằng trực thăng về bệnh viện của thị xã, chỉ trừ khi có sự may mắn. Tôi chạy thật nhanh về phía toán lính đang cạnh người chỉ huy, Đại Quý Vân đang ngồi bệt xuống hốc đá, vẻ mặt khá mệt mỏi vì vết thương. Tôi báo cho Đại Quý biết có bốn người dân bị thương nhẹ, trong đó có một người con gái là người yêu của tôi trên đường đến đại quay thăm tôi thì bị thương, khi rời khỏi xe đò xuống đường trốn đạn lạc. Ông Đại Quý trố mắt nhìn tôi với vẻ vô cùng ngạc nhiên cho trường hợp hy hữu như thế này. Ông ta hỏi thăm về thương tích của người con gái và đồng cảm với sự lo âu của tôi. Ông bảo, lát nữa cho y tá đưa ngay về chi khu. Điều không may mắn đã đến với cuộc tình và nhất là đối với người hậu phương đã thực sự chứng kiến cảnh tượng chiến tranh xảy ra trực tiếp đến bản thân mình chứ không còn là như trong lời văn thơ hay tiếng nhạc nói lên hàng ngày. Tôi cũng không ngờ chính mình là kẻ trong cuộc cho một câu chuyện tình không chết người trai khói lửa. Chắc chắn câu chuyện tình như thế này sẽ được tô đậm hơn màu sắc yêu thương tràn buộc nhau hơn. Tôi nghĩ miên man trong khi tiếng súng vẫn tiếp tục nổ. Từ khi Đại Quý Vân bị thương, tinh thần của đơn vị tham chiến như có phần khựng lại bởi vì trung đội bộ binh gặp phải sự chống trả mạnh liệt. May mắn đoàn xe tiếp viện cũng vừa tiến đến. Qua sự điều động của ông chi khu trưởng, hai trung đội tăng viện làm mũi dùi xuyên thủng lưng chừng núi để bắt tay với toán ban đầu. Chiếc xe DOS của toán quân y cũng theo sau đó vài phút và đến chỗ chúng tôi. Vài người lính quân y của trạm xá chi khu nhảy nhanh xuống xe cùng với hai chiếc băng ca. Tôi chạy thật nhanh đến gặp người sĩ quan trợ y của chi khu. Thiếu quý Trung mà tôi vẫn thường đi uống cà phê mỗi buổi sáng dưới chân đồi mỗi khi rảnh rỗi, báo cáo nhanh tình trạng bị thương của Đại Quý Vân và hai người lính khác cùng với bốn người dân trong đó có người yêu của mình và dĩ nhiên phải gửi gắm để được săn sóc tận tình. Thiếu quý Trung gọi một người đến băng vết thương cho Đại Quý Vân, một người khác tôi đích thân dẫn tới chỗ Hồng Hạnh nằm và nhờ băng cho ngay. Lần lượt tất cả những người bị thương đều được băng bó tạm thời. Đại Quý Vân không thể rời vùng chiến vì cần phải chỉ huy tổng quát và vì vết thương không đến nỗi nguy hiểm. Tôi nhờ Thiếu quý Trung chở Hồng Hạnh về chi khu ngay bây giờ cùng với những người lính và ba người dân khác. Dĩ nhiên má Hồng Hạnh cũng được đi theo con gái. Tôi trấn an bà và Hồng Hạnh. Bác và em cứ về căn cứ đại quay, chỗ đó là nơi con đóng quân. Về để cho họ săn sóc vết thương, khi xong ở đây con sẽ về gặp bác và em sau. Tôi bảo, bác chỉ cho con đồ đạc nào của bác và em còn trên xe để mang theo về căn cứ. Bây giờ bà cụ mới nhớ ra là còn hành lý của mình. Tôi dùng tình bạn của tôi với Thiếu quý Trung để nhờ anh ta săn sóc vết thương cho Hồng Hạnh kỹ càng trước khi chiếc xe Dodge lăn bánh quay đầu về chi khu. Chính lúc này lòng tôi mới nhẹ nhõm yên tâm mà lo cho việc yểm trợ sốt sắng hơn. Có cánh quân tiếp viện, lực lượng tấn công địch tiến nhanh hơn, những chiếc xe đầu và xe hàng chở bắp cải từ Đà Lạt về Sài Gòn, cũng như những xe ngược chiều từ Sài Gòn lên Đà Lạt được cho trời địa điểm giao tranh đã chạy gần hết. Nắng đã tắt dần, nhất là giữa hai vách núi càng tối nhanh hơn. Sương xuống mỗi lúc một nhiều, khí lạnh của miền núi thấm nhanh vào da thịt len lén vào hồn, một nỗi buồn tự đâu ập tới. Tôi đề nghị Đại Quý Vân cho tiến chiếm mục tiêu càng nhanh càng tốt trước giờ màn đêm buông xuống. Tôi sẽ bắn chặn phía sau lưng địch quân bằng vài chục tràng bắn hiệu quả khi người lính khinh binh đi đầu báo cáo vị trí địch hiện tại.
Tôi không ngờ có một bóng hồng đang trong lửa đạn như vừa rồi mà lại là bóng hồng của tôi. Tôi tin rằng từ hôm nay em sẽ hiểu nhiều hơn về đời lính và nhất là hiểu cuộc sống của tôi với những gian truân và hiểm nguy rình rập bên mình. Tôi cũng tin rằng qua chuyến đi thăm này và qua lần bị thương, tình yêu của nàng dành cho tôi sẽ sâu đậm thêm hơn biết dường nào. Màn đêm đã buông xuống hẳn trên vùng núi nổi tiếng nguy hiểm ở đây. Loạt đạn pháo binh vừa bắn hiệu quả cũng chấm dứt tác xạ và lệnh của ông chi khu trưởng cho kéo những xác địch bị bỏ lại mà đồng bọn vừa tháo chạy. Có tám thay áo quần đen đủi rách tả tơi, đôi dép trâu cũ mềm như nhiều năm chưa được thay đổi trên từng cặp chân của những cái xác được bộ binh kéo ra ven đường. Một kiếp người được kết thúc bằng sự hy sinh không ý nghĩa, nhìn họ tôi chợt thấy chạnh lòng, không biết giờ này thân nhân của họ làm sao biết được họ đã vĩnh viễn nằm xuống. Và tôi bỗng nghĩ đến tôi trong mai này. Nguyễn Trãi. Xin cảm ơn các bạn.